chào các anh chị đã quay trở lại với kênh thông tin của Toyota Lý Thường Kiệt. Em là Quỳnh, tư vấn bán hàng của Toyota Lý Thường Kiệt. Có thể nói trong cuộc sống ồn ào với đô thị ngày hiện nay thì thật sự là việc giao thông trên đường của mình rất là nhiều khó khăn. Nên chính vì vậy một chiếc xe nhỏ gọn dễ dàng di chuyển trong thành phố là một điều hết sức cần thiết cho cả gia đình của chúng ta. Về phần xe thì một chiếc xe vừa nhỏ gọn và bên cạnh đó với mức chi phí đầu tư lúc ban đầu cực kỳ hợp lý và cực kỳ thấp thì liệu có khả thi hay không? Và sau đây hãy cùng Toyota Lý Thường Kiệt theo dõi sự bật mí này nhé. Điểm đó của Toyota Wigo thì chỉ với 110 triệu đồng là các bạn có thể sở hữu được dòng xe Toyota Wigo mang về nhà. Và bên cạnh đó, tiền gốc với tiền lãi, anh chị chỉ còn chuẩn bị là 5 triệu đồng một tháng. Về phần xe thì giá niêm yết của Toyota Wigo phiên bản xuất sàn chỉ với mức là 352 triệu đồng và Wigo số tự động chỉ với mức là 384 triệu đồng giá niêm yết của xe. Và mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ vào số hotline của Toyota Lý Thường Kiệt với số điện thoại 0901 818 818. Xin hẹn gặp các anh chị tại showroom của Toyota Lý Thường Kiệt nhé. Em xin cảm ơn.